Thôi, khoan vào bên này em. Trên đỉnh này bắt đầu mình sẽ kéo nó xuống. Cái sợi tơ tay nó đừng có rung ha, đừng có rung là bắt đầu nó méo rồi thấy không? Từ điểm này mình bắt lên ha. Rồi ở cái điểm đối diện này kéo nó xuống. Rồi bắt đầu kéo xuống luôn. Làm cho cái màu nó đều đều chút xíu ha mọi người ha. Màu nó đều thì mình sơn top nó mới đẹp được. Bỏ cổng lên trước ha. Rồi bắt đầu mình kéo từ cái điểm trên này, bắt đầu mình kéo xuống đây, vừa kéo mình vừa vo nó vào ha. Vừa kéo vừa vo nó vào. Rồi còn ở phía trên này thì mình lấy một cái điểm đối diện. Mình bắt sao cho nối thẳng xuống cái chỗ mà đường mình mới vừa vo ha. Là mình được cái đường phay nó rất là đều.
Rồi sau khi xong thì mình sẽ rửa lại chút xíu ha.